Các bạn, sau đây mình sẽ quay cho các bạn xem hai con cú gáy bẫy đấu của Cao Bằng. Hai con đều có cái bộ mắt rất là đẹp. Đây là chú thứ nhất. Quay cho các bạn xem chú thứ hai nhé. Quay trong cái hộp ra nó hơi tối. Đây là chú thứ hai. Đây, cái lông nó hơi sơ một tí là do là mình bắt tay đấy. Lúc bắt tay ra thì nó có thể rụng mất một vài cái. Cái mai kia mình nhốt ra cái lồng ấy thì chắc là chắn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, em nhảy. Mày quay gần cái điện thoại nó sợ nó nhảy. Hiện tại là hết lồng nhốt, đâm ra là mình nhốt tạo nó vào cái hộc.